trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Tình yêu ước mơ mãi không phai.
khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vẫn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa, ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Đã đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài. Nhớ về những thơ ấu, kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vở lưu bút nay. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ giờ đây xa nhau mất rồi bạn thân ơi chưa quên. Từ đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa vương rơi ngâm đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa về
để nhớ về thành phần hôm nay. Ban liên lạc, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cô giáo, thầy giáo nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy giáo, cô giáo nguyên là các thầy cô đã dạy dỗ các em từ năm 1993 đến năm 1997. Ban tổ chức, ban liên lạc trân trọng kính mời các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy xã Minh Lộc, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy đại diện và hội khuyến học xã Minh Lộc. Ở trường, ban liên lạc, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ban giám nguyên, ban giám hiệu và tổ trưởng tổ bộ môn của trường trung học cơ sở Minh Lộc, mời 10 em học sinh của nhà trường có thành tích học tập xuất sắc và có điều kiện hoàn cảnh khó khăn để về tham dự cùng buổi lễ của chúng ta. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi cũng trên mọi miền của Tổ quốc được mời tất cả các bạn là cựu học sinh của khóa học 1993-1997 đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Chương trình buổi lễ ngày hôm nay gồm có từ 7 giờ đến 8 giờ là đón tiếp các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu. Tiếp theo là chương trình văn nghệ chào mừng. Sau chương trình văn nghệ là chương trình diễn văn khai mạc và khái quát 20 năm chặng đường để nhớ. Tiếp theo chương trình là phát biểu cảm tưởng của đại diện một bạn cựu học sinh của khóa học. Tiếp theo là trân trọng giới thiệu và kính mời nguyên hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường và đại diện cho các thầy cô giáo của khóa học lên phát biểu cảm tưởng. Tiếp theo là đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Minh Lộc phát biểu. Tiếp theo là chương trình tặng quà tri ân đối với các thầy các cô, nhà trường và 10 xuất quà học bổng cho 10 em có thành tích học tập xuất sắc và có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình tặng quà, xin trân trọng kính mời đại diện trường Trung học cơ sở Minh Lộc có phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Trong buổi lễ ngày hôm nay có nguyên là thầy giáo và cũng là chủ tịch hội khuyến học sẽ có bài phát biểu trong chương trình tặng quà cho quỹ khuyến học của khóa học. Cuối cùng là các bạn đại diện cho khóa học sẽ có bài phát biểu cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Sau chương trình bế mạc buổi lễ là chương trình chụp ảnh kỷ yếu đối với các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể khóa học, và kết thúc là buổi tọa đàm giao lưu liên hoan đoàn kết. Và sau đây, theo nội dung chương trình và thời gian đã được thống nhất, xin trân trọng giới thiệu và kính mời cựu học sinh Như Hảo và Vũ Hoàng sẽ là người dẫn chương trình. Vâng, trong niềm vui hân hoan hồi hộp sau 20 năm gặp lại, lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể các cựu học sinh khóa học 1993-1997 của trường Trung học cơ sở Minh Lộc, chúng tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các đại biểu trong ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng tổ bộ môn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt chúng em xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, những người đã mở cánh cửa tương lai để chúng em có được thành quả như ngày hôm nay, sự tri ân sâu sắc và lời chào trân trọng nhất. Xin gửi tới tất cả các bạn lời chào thân thương nhất, chúc các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ. Mở đầu chương trình văn nghệ, xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn cùng lắng nghe bài hát Mong ước kỷ niệm xưa, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do ca sĩ Thanh Huyền trình bày. Thank you.
đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Nhìn nụ cười đang trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thank you.
đi qua một thời liên hoài trên đất quen hương mình. Đây chiến không bao chiều, đây mong mơ lê lời, xa người quê hương sông hoa. Tình ơi, quê mình đây, một hai ta đi trên đường lê lời, giờ mơ tương lai hoài hôn. Với bao nhà quê mình, với bao câu chi, em tình quê hương trong câu hát câu đàn tình.
rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên đất già có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Ban liên lạc, ban tổ chức, hội cựu học sinh long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm dấu ấn một chặng đường và gặp mặt lần thứ nhất của các cựu học sinh khóa 1993-1997. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Lê Văn Thịnh, trưởng ban tổ chức sẽ lên thông qua diễn văn khai mạc buổi lễ. Xin mời bạn. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của những ngày Quốc Khánh và tràn đầy niềm tin trong ngày chuẩn bị khai giảng năm học mới, tập thể cựu học sinh trường Trung học cơ sở Minh Lập năm 1993-1997 từ khắp mọi miền Tổ quốc đã từ từ về đây đông đủ trên mảnh đất quê hương Minh Lập thân yêu, nơi có mái trường Trung học cơ sở Minh Lập yêu dấu, nơi mà 20 năm trước đây đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bạn hữu sâu sắc, bền vững. Từ những lý do trên, hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chặng đường để nhớ của Hội cựu học sinh Trường Trung học cơ sở Minh Lộc năm 1993-1997. Trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta không quên chia sẻ niềm vui với tất cả bạn bè đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, cũng như các bạn đang định cư ở nước ngoài, những người do điều kiện xa xôi và rất nhiều các lý do đã không về tham dự ngày vui hôm nay. Chúng ta tin chắc rằng giờ phút này, dù ở đâu, các bạn đang hướng về quê hương Minh Lộc, nơi có mái trường yêu dấu, để chúng ta cảm nhận và tôn vinh tình thầy trò, tình bạn hữu. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó, các cô giáo, thầy giáo nguyên là chủ nhiệm và dạy các bộ môn. Chúng ta vui mừng chào đón đồng chí bí thư ban chấp hành đảng bộ, đồng chí phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân xã, các đồng chí trong thường vụ đảng ủy xã. Chúng ta nồng nhiệt chào đón hiệu trưởng, hiệu phó của trường Trung học cơ sở Minh Lộc, tổ trưởng, tổ chuyên môn và 10 em học sinh có thành tích xuất sắc và có điều kiện hoàn cảnh khó khăn đang có mặt trong ngày vui hôm nay. Và chúng ta nồng nhiệt chào đón các bạn cựu học sinh trên mọi miền Tổ quốc và trên địa phương của quê hương Minh Lộc đang có mặt trong buổi lễ long trọng buổi hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn học sinh và các quý vị đại biểu khách quý, hơn 20 năm trước đây, chúng ta là những người bạn cô bé độ chừng 13-14 tuổi từ xã Minh Lộc, Hưng Lộc, Lộc Tân, Ngư Lộc với tâm trạng hứng khởi, háo hức, xen lẫn những bỡ ngỡ, âu lo bước vào cổng trường Trung học cơ sở Minh Lộc, để rồi chúng ta được gặp thầy, gặp cô, trang bị những kiến thức như là một hành trang bước vào đời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, có những bạn do nhiều khách quan đã vào miền Nam, ra miền Bắc, làm việc ở nước ngoài, có những bạn phát triển kinh tế ở địa phương, để rồi hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây sau bao nhiêu năm xa cách, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái và thực sự tri ân đến các thầy, các cô giáo cùng mái trường thân yêu của chúng ta. Chúng ta xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới quê hương của xã nhà, nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên, nơi nuôi dưỡng ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta, nơi đây xây đắp cho chúng ta những ước mơ hoài bão, nghị lực để bước vào đời. Chúng ta không quên ơn nghĩa sinh thành của các bậc cha mẹ,
đã không quản nắng mưa, tần tảo, sớm hôm nuôi dạy chúng ta thành người. Chúng em xin được tri ân các thầy giáo, cô giáo, dẫu trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về vật chất, nhưng các thầy cô giáo đã vượt qua tất cả, ngoài việc đem nhiệt huyết truyền thụ cho các em những kiến thức cơ bản, mà các thầy, các cô còn cho chúng em bài học kinh nghiệm về tình thầy và trò, tình và nghĩa. Chúng ta lại nhớ lại những người bạn với những con đường đến trường lầy lội, người ngày đi bộ đến trường không kể nắng mưa gió rét. Chính điều này đã tạo nên những kỷ niệm sâu sắc không thể quên trong những hội cựu học sinh của chúng ta. Kính thưa toàn thể buổi lễ, 20 năm là một chặng đường tuy chưa phải là dài, song không phải là ngắn. Thời gian đã làm cho chúng ta tiến gần đến tuổi trung niên 36, 37, 38. Đã có những bạn có con vào đại học, hoàn cảnh môi trường làm việc và sinh sống đã khiến chúng ta mỗi người một nơi. Có bạn đang định cư ở nước ngoài, trong Nam, ngoài Bắc. Các bạn đã may mắn hơn, đang sinh sống, học tập và công tác trên quê hương của xã nhà. Với ý chí vươn lên, sự phấn đấu của mỗi bản thân, cộng với yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta vui mừng vì những bạn đã có những học vị, có chức vụ trong cơ quan, chính quyền, đoàn thể, có những bạn đang làm những dịch vụ kinh doanh, lao động tại nhà. Xin chúc các bạn tiếp tục phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội, vững vàng thành công trong cuộc sống. Mỗi thành viên của khóa học 1993-1997 dưới mái trường Trung học Cơ sở Tân Yêu, chúng ta không có giới hạn, không phân biệt sinh sống và làm việc ở đâu, địa vị xã hội thế nào, và chúng ta luôn tâm niệm rằng đây chẳng qua là khác biệt về mặt xã hội và địa lý, song sẽ không bao giờ tạo ra sự cách biệt trong tình bạn bè, cùng khóa và tình thân hữu của chúng ta. Sự có mặt đông đủ của các bạn ngày hôm nay là minh chứng cho tình bạn bền vững. Với những ý nghĩa ấy, chúng ta trịnh trọng tuyên bố lễ khai mạc gặp mặt tri ân 20 năm chặng đường để nhớ của trường Trung học Cơ sở Minh Lộc năm 1993-1997. Xin chân thành cảm ơn. Chào đón năm học mới. Hôm nay, chúng tôi khóa học 1993-1997 lại tụ họp về đây bên mái trường Trung học Cơ sở Minh Lộc để một lần nữa chúng tôi được gặp lại, được tri ân thầy cô và được gặp gỡ bạn bè trong niềm vui vô hạn. Bàn ghế thiếu, ánh sáng, đèn điện, sách vở không đủ, điều kiện học tập không có. Nhưng dù vậy, khóa học của chúng tôi với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo địa phương, của ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là sự tận tụy, tâm huyết và tình yêu thương trìu mến của các thầy cô giáo, lớp thế hệ học trò chúng tôi đã hoàn thành khóa học trong sự chờ đón của gia đình, của quê hương. Để rồi hôm nay chúng tôi lại thật sự biết ơn, thật sự tự hào về chặng đường mà mình đã đi qua. 20 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi tạm biệt ngôi trường Trung học Cơ sở. Rời trường, đa phần trong chúng tôi lại tiếp bước vào một chặng đường mới, chặng đường trung học phổ thông, đại học. Song cũng có rất nhiều bạn vì hoàn cảnh khó khăn đã phải ngậm ngùi gác lại ước mơ, sang giờ học hành để phụ giúp gia đình. Nhưng sau 20 năm, mỗi người một con đường, một sự lựa chọn để vào đời. Nhưng giờ đây, chúng tôi thật sự tự hào, thật sự hạnh phúc khi được trở về môi trường thân yêu, nơi đã nuôi lớn và hà chắc cánh những ước mơ được bay cao bay xa trong mỗi lứa học trò. Thầy cô của chúng tôi, những con người nhiệt huyết, tuần tụy thuở nào giờ đã có tuổi, nhưng vẫn luôn là tấm gương sáng để mọi thế hệ học trò chúng tôi noi theo. Là cô Nguyễn Thị Tâm, nguyên hiệu trưởng nhà trường, một nhà giáo mẫu mực và nghiêm khắc. Là thầy Phạm Anh Đào, cô Nguyễn Thị Minh Diệp, hai giáo viên chủ nhiệm đầy yêu thương, bao dung và trách nhiệm. Còn rất nhiều các thầy cô khác nữa, là cô Trí, cô Kỳ, cô Dung, cô Thu, thầy Tín, thầy Loan, cô Giang, cô Hành, cô Đẹp. Những con người đã ươm mầm và nuôi lớn những ước mơ trong mỗi chúng tôi. Để rồi hôm nay gặp lại, điều chúng tôi muốn nói nhất gửi đến thầy cô là lời biết ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất, yêu thương nhất. 20 năm, một chặng đường chưa phải là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn để chúng tôi bước vào đời, thực hiện những ước mơ, khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Mỗi người trong chúng tôi đều đã có một sự lựa chọn để vào đời cho chính mình. Có bạn khoác lên mình bộ quân phục trang nghiêm để cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thiêng liêng. Có bạn lại âm thầm làm công việc vĩ đại, giàu ý nghĩa với chiếc áo blue trắng giản dị. Một số khác trong chúng tôi lại tiếp bước sự nghiệp trồng người cao cả của thầy cô yêu thương.
Bên cạnh đó, cũng có một số bạn lại trở về với những công việc lao động mộc mạc nhưng chân chính, luôn cần cù say mê trong trọng trách gánh vác gia đình. Và đa phần trong chúng tôi, những doanh nhân tài ba sáng tạo, giàu ý chí và bản lĩnh, chèo lái số phận của chính mình. Mỗi người đều có một sự lựa chọn để vào đời, còn riêng chúng tôi tự hào về sự lựa chọn của chính mình. 20 năm tạm khép lại một chặng đường đủ để những cô bé, cậu bé ngày nào kịp lớn lên, trưởng thành hơn trong nhận thức, trong mỗi dự định của tương lai. Ngày hôm nay và cả ngày sau nữa, tất cả các bạn học sinh khóa học 1993-1997 luôn mong ước và sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu cuộc sống cá nhân, luôn sống xứng đáng với truyền thống của nhà trường, cố gắng lao động, học tập để góp phần xây dựng quê hương, tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của một vùng quê nghèo trên giải đất miền Trung đầy nắng và gió này. Cuối cùng, xin thay mặt cho toàn thể khóa học, kính chúc thầy cô, các quý vị đại biểu và toàn thể các bạn một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các bạn, học sinh trường trung học cơ sở Minh Lộc khóa 1993-1997. Trong không khí trang trọng, vui tươi và rất đầm ấm của lễ kỷ niệm 20 năm một chặng đường để nhớ của học sinh khóa 1993-1997, cho các em thay mặt cho các bạn trong khóa xin gửi tới các thầy cô, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Minh Lộc, ban giám hiệu nhà trường, các vị đại biểu khách quý lời cảm ơn sâu sắc đã có mặt trong buổi lễ trong đại này. Kính thưa các thầy, các cô, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thấm thoát đã 20 năm trôi qua, chúng em những học sinh khóa 93-97 trường trung học cơ sở Minh Lộc lại tề tựu về đây với mái trường đầy ắp kỷ niệm của thời niên thiếu, được sống lại những năm tháng không thể nào quên bởi ký ức dưới mái trường thân yêu, nơi thầy cô dạy dỗ những bài học đầu tiên giáo đức làm người. Trải qua rất nhiều biến động với cuộc sống, theo hoàn cảnh khác nhau, khóa học 1993-1997, có các bạn học tiếp, có các bạn chọn con đường đi làm ăn để phát triển kinh tế cùng gia đình. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, trên mọi miền tổ quốc hay các bạn định cư ở nước ngoài, các học sinh khóa luôn hướng về quê hương Minh Lộc thân yêu. Nơi đó có gia đình, có thầy cô dạy dỗ trưởng thành với một tình cảm biết ơn chân thành nhất. Chúng em không thể nào quên sự tâm huyết của thầy cô dành cho qua từng trang giáo án, mỗi bài giảng của thầy cô được gửi gắm vào đó bao kỳ vọng cho tương lai các em. Mặc dù thời điểm đó cuộc sống của quê hương còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đời sống của các nhà sư phạm với đồng lương ít ỏi, thầy cô rất nhiều khó khăn bộn bề lo toan cho gia đình, nhưng vượt lên tất cả, thầy cô vẫn bám trường bám lớp, dành trọn tình yêu thương, sự tâm huyết với nghề, với các học sinh, thế hệ học sinh trung học cơ sở Minh Lộc. Hôm nay trong không khí tưng bừng của lễ kỷ niệm, em xin báo công với các thầy cô, cựu học sinh khóa 93-1997. Dù lao động, công tác tại địa phương, trên mọi miền tổ quốc hay sinh sống ở nước ngoài, đều là những công dân tốt, hàng ngày, hàng giờ luôn tích cực nghiên cứu, học tập, công tác và lao động sản xuất, làm ra của cải, phục vụ cho gia đình và xã hội. Không một cách có được kết quả lớn như thế này, phần lớn nhờ công dạy dỗ của thầy cô. Những bài giảng năm nào chúng em luôn ghi nhớ, đó là sự chỉ đỏ xuyên suốt quá trình học tập, tu nghiệp của chúng em. Chúng em luôn tâm niệm một điều, món quà quý giá nhất, ý nghĩa nhất mà các lớp lớp học sinh dâng tặng đến thầy cô, đó là các em trưởng thành có đạo đức và công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Với ý nghĩa đó, đây là dịp để học sinh trường trung học cơ sở Minh Lộc khóa 1993-1997 tri ân công lao của thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Trong giây phút trang trọng này, chúng em những cựu học sinh khóa 1993-1997 trường trung học cơ sở Minh Lộc xin hứa với các thầy cô, dù hoạt động công tác ở lĩnh vực nào, dù ở địa phương hay đi trên các mọi miền của tổ quốc, luôn luôn nỗ lực phấn đấu cố gắng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, với nhà trường xứng đáng sự tin tưởng kỳ vọng của thầy cô dành cho học sinh khóa chúng em. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của xã nhà luôn được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Minh Lộc, trong đó có trường trung học cơ sở Minh Lộc. Chính sự quan tâm đó đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp trong những năm qua. Thay mặt cho các bạn trong khóa, kính mong ban giám hiệu, lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và tạo điều kiện để cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của thầy cô. Bên cạnh đó, cũng có những hành động thiết thực dành cho những hoàn cảnh khó khăn để các em được cắp sách đến trường.
nhân dịp kỷ niệm 20 năm khóa học 1993-1997 trường Trung học cơ sở Minh Lộc, em kính chúc thầy cô giáo, các vị đại biểu khách quý luôn dồi dào sức khỏe, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Để thay đổi không khí, ngay sau đây xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn, chúng ta hãy hướng về sân khấu để thưởng thức tiết mục văn nghệ. Bài hát được mang tên Liên khúc giếng quê, em đi trên cỏ non, do Thùy Dương, giáo viên trường Trung học cơ sở trình bày. Một bờ đất đơn sơ, chiếc cầu tre nhỏ bé, kiếm tiếng một cánh quê, ôi giếng quê. Cán bộ đã từng công tác giảng dạy trực tiếp cho khóa học
1993, 1997 được mời về dự chương trình Chặng đường để nhớ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các em cựu học sinh yêu quý, nhận được giấy mời từ ban tổ chức, chúng tôi được trở lại trường, gặp lại bạn, gặp lại trò. Ký ức một thời 20 năm xa xăm lại ùa về. Ngày ấy, trường trung học cơ sở Minh Lộc chưa khang trang xinh đẹp như bây giờ. Một lớp học trò 9A, 9B của cô Diệp, của thầy Đào chủ nhiệm, nghịch ngợm, bướng bỉnh. Giờ đây, hôm nay, các em từ trên khắp mọi đường của mọi nẻo đường của Tổ quốc đã trở về đây và đã là những cô, cậu, công nhân, nông dân cần cù, là những cán bộ xã mẫn cán, là những kỹ sư tài năng, những doanh nhân thành đạt, những cán bộ công an tận tụy, những thầy giáo, cô giáo đang tiếp bước chúng tôi ngày ngày miệt mài tận tình với thế hệ trẻ, những phụ huynh học sinh đang hối hả chuẩn bị cho con em mình bước vào năm học mới. Tất cả các em về đây hôm nay đã tạo nên một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc, thể hiện cho mình, cho hình ảnh một đất nước thu nhỏ đang trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Các em đã cho chúng tôi một cảm giác vườn cây chúng tôi vượt khó chăm sóc ngày nào, giờ đây đã cho quả ngọt. Cảm ơn các em, những cựu học sinh yêu quý, một thế hệ học sinh lớn lên, trưởng thành từ một vùng quê nghèo khó, từ mái trường này. Với các thầy giáo, với các cô giáo, buổi lễ này cũng cho chúng ta một cảm xúc. Dù đang còn công tác hay đang nghỉ hưu, chắc chắn ai cũng có cảm giác như tôi. Ngành sư phạm quả là không bạc bẽo như ai đã từng nói. Nếu chúng ta tâm huyết với công việc, yêu mến học sinh thì in sâu trong trái tim của mỗi một học sinh, đó là những giá trị tình cảm to lớn mà bằng tiền chúng ta không thể nào mua được. Còn với các em cựu học sinh thì ai cũng có một thời để nhớ. Thời gian, thời hoa phượng rực đỏ sân trường, mỗi hè mỗi khi hè về, buổi lễ tri ân long trọng các em tổ chức hôm nay sẽ đi vào ký ức của các em hãy kể cho chồng, cho vợ, cho con cái các em rằng các em đã làm được một việc mà bất kỳ ai, nếu đã qua trường, qua lớp, nếu đã có những ngày tuổi thơ với học đường, thì hãy học tập và làm theo. Với các quý vị đại biểu, thay mặt cho gần 20 thầy giáo, cô giáo, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi hàn huyên gặp gỡ. Và trước thềm năm học mới, chúng tôi chúc ban giám hiệu nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học mới với một kết quả cao nhất. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo địa phương có sức khỏe dồi dào, gia đình các đồng chí hạnh phúc, và mong sao các đồng chí hãy luôn dành cho nhà trường trung học cơ sở xã nhà một tình cảm đặc biệt, giúp nhà trường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018, và nhà trường sẽ phát huy cao độ hơn nữa danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các em học sinh yêu quý, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia tay. Dù rồi đây các em sẽ trở về Nam hay ra Bắc, dù ở lại nông thôn hay chốn thị thành, các quý vị đại biểu, các cựu học sinh yêu quý, hãy lưu lại trong mình kỷ niệm ngọt ngào về ngày hôm nay và mang theo nó như là một hành trang đi vào cuộc sống của mỗi một chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Chúng em luôn ghi nhớ trong tim những lời chỉ bảo của cô, đó là nguồn động viên quý báu.
bóng nhất theo chúng em trong suốt hành trình tiếp theo. Và em xin chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ạ. Và để tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Hoàng Ngọc Loan, nguyên là giáo viên của khóa học 1993-1997, sẽ lên có đôi lời phát biểu và có một tiết mục văn nghệ để dành cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa tất cả các bạn đồng nghiệp và thưa tất cả các em học sinh, học sinh khóa 93 và 97. Vừa rồi chúng ta mới nghe cô Tâm, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Lộc. Lúc này thì báo cáo các vị là tôi là nguyên hiệu phó bí thư chi bộ nhà trường trong khóa này, rồi cùng chị Tâm để xây dựng nhà trường. Thế thì hôm nay về đi dự, không chỉ riêng cô Tâm, riêng chúng tôi, mà một số những người đồng chí giáo viên ở mọi miền Tổ quốc đang lắng nghe, đang cảm động một cái sự tri ân các thầy cô trong ngày hôm nay. Ở tâm trạng chúng tôi khi được các em đón tại sân trường, tại sân ngõ của quê nhà, đưa chúng tôi về đây, chúng tôi cảm động lắm các em. Cảm động vô cùng một người thầy đã dìu các em, một người lái đò qua sông, lái đò các em, chở em qua bao nhiêu bến các em trưởng thành, chúng tôi cảm động lắm. Và xin cảm ơn ban tổ chức và các em đã dành thời gian quý, những chặng đường là về tại quê hương để tri ân thầy cô. Mặc dù về với đời thường rồi, nhưng không lúc nào các thầy các cô vẫn nhớ những lời dò dặn. Tôi thầy mời nói chuyện với Thái, lúc khó khăn quá, các thầy cô tức là đi làm hàng sáo, đi lai lông lợn, lúc cái khó khăn vô cùng, thế các em vẫn chào làm thầy ạ. Và thầy vẫn cố gắng để dạy em những giờ đạt chất lượng. Các em trưởng thành, thầy cảm động hơn. Đến đây các em tri ân nữa, thì thầy càng cảm động hơn. Thế thì thông qua buổi nay, nói với cô Tâm, chúng ta về rồi, chúng ta vẫn nhớ lại những kinh nghiệm. Thế thì để dự cái hôm nay, thầy xin ngâm bài thơ để toàn thể các vị nghe. Bài thơ để nhớ lại một chặng đường để nhớ cho em. Bài thơ đầu tiên là bài thơ Tỏa Ngát Hương. 20 năm suốt một chặng đường, hôm nay tại mảnh đất quê hương, bạn bè bốn phương về tụ hội, gặp thầy gặp bạn trọn niềm thương. Ký ức không quên nhớ mãi trường, nghĩa thầy tình bạn mãi vẫn hương. Minh Lộc khắc sâu thời để nhớ, phượng đỏ sân trường tỏa ngát hương. Bài thứ hai, nhớ bạn cũ trò xưa, trường xưa bạn cũ rất thân thương, thấm thoát bao năm xa vắng trường, bạn cũ người người bao kỷ niệm, trò xưa lớp lớp bấy yêu thương. Xa trò vắng bạn lòng nhung nhớ, ước được gần nhau đỡ vấn vương. Nhớ bạn xa trò lưu luyến quá, nay về hội ngộ thỏa niềm thương. Thế thì với hơn 4 năm trong nghề, thầy vẫn nhớ bài hát Vì Học Sinh Thân Yêu. Thầy xin kính tặng các vị đại biểu, các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh bài hát Vì Đàn Em Thân Yêu. Lớp lớp măng non đầy sức sống, bao thắp trắng hồng đẹp lung linh, ánh mắt em thơ như ngàn hoa tươi. Kỳ thủ của văn minh, người thầy cho đi lên mắt dịu đàn em, ta dân sống hiền lương thân yêu, trời non trong về đường lai và bao niềm tin. Những cánh chim non còn chắc chơi, bao đóa hoa thank you.
dọc bước đi đến phát đời quê hương. Ta khôn xiết mừng vui vì lấp lấp trời xanh, ta đàng lang lên sự nghiệp về vốn. Cuối cùng là kính chúc các vị khách quý và các thầy cô và các em mạnh thành đạt và mạnh giỏi, và chúc làm sao nuôi con cái thành đạt để tiếp bước cái ngôi trường của mình. Và một lần nữa xin rất cảm ơn. Không có sự quan tâm của lãnh đạo đảng, chính quyền và của ban giám hiệu nhà trường, và sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Giảng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo trường trung học cơ sở, kính thưa các ông chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các ông chí lãnh đạo trường trung học cơ sở, kính thưa các anh, các chị là cựu học sinh khóa học năm 1993-1997. Sáng nay thì các ông chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi cũng rất là phấn khởi được nhận cái thông tin, đặc biệt là giấy mời của các anh, các chị trong ban tổ chức của khóa học về dự kỷ niệm 20 năm ngày mà cái khóa học của chúng ta tốt nghiệp ra trường trung học cơ sở. Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta khóa học mà các anh các chị tổ chức cái buổi gặp mặt tri ân các thầy giáo, cô giáo và gặp mặt tất cả những anh, những chị chúng ta trong cái khóa học này là một cái việc làm tôi cho rằng là hết sức có ý nghĩa. Trong cái thời điểm mà chúng ta đang hướng tới các hoạt động để kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đặc biệt là những cái công việc mà chúng ta đã và đang chuẩn bị cho cái khai giảng của năm học 2017-2018. Trước hết là chúng tôi thì báo cáo với các thầy giáo, cô giáo và các anh các chị là về dự với cái buổi lễ hôm nay thì với một cái tâm thế là cũng là cựu học sinh của trường trung học cơ sở, tốt nghiệp ra trường khóa năm 1975-76. Và bây giờ với cái tâm thế là các đồng chí là tham gia cơ quan lãnh đạo của địa phương, và các thầy các cô hôm nay là được anh các chị mời về dự cái buổi lễ này cũng là cái tâm thế của những người đã gieo mầm đào tạo những con người cho tương lai nói chung của đất nước và của địa phương chúng ta. Thưa các thầy giáo, cô giáo và anh các chị á, thì trường Minh Lộc chúng ta đã có cái bề dày là hơn nửa thế kỷ, được thành lập từ năm 1961. Và chúng tôi nghĩ rằng là cho đến nay thì chúng ta phải có trên 50 khóa học tốt nghiệp ra trường. Và trong đó thì các cái khóa học dĩ nhiên là đã từng trải qua những cái thời điểm hết sức là cam go, ác liệt khi đất nước chúng ta đang còn chiến tranh. Thì trong cái điều kiện kinh tế còn khó khăn, đất nước còn nghèo. Và chúng tôi nghĩ rằng là cũng đã nhiều các cái thế hệ học sinh của trường cấp 1, cấp 2 thời đó và sau này là trường trung học cơ sở của chúng ta đã ra đi và cũng rất là thành đạt. Thưa các thầy, các cô và anh các chị, là năm 2011 thì Đảng ủy, Ủy ban và trường trung học cơ sở Minh Lộc chúng ta có cái chủ trương là tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tôi đồng chí Bộ thì cũng rất là may mắn được tham gia trong ban chỉ đạo để tổ chức cái kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Trong cái lễ kỷ niệm ấy thì các thầy, các cô đã có những thời gian tham gia giảng dạy ở trường trung học cơ sở, rồi các anh các chị là cựu học sinh thì chúng ta cũng đã có mặt về dự cái lễ kỷ niệm 50 năm năm 2011. Thưa các anh các chị thì với cái tâm nguyện của lãnh đạo địa phương ấy, thì chúng tôi cũng muốn rằng là các cái khóa học của trường trung học cơ sở chúng ta
mà tổ chức được những các cái buổi như thế này thì thực sự là có ý nghĩa. Và chúng ta tổ chức được như thế này thì chúng tôi trước hết là lãnh đạo địa phương là xin ghi nhận những cái cố gắng, những cái quan tâm và đặc biệt là cái tấm lòng tri ân của các anh các chị ở cái khóa hiện tại 5, 9, 3, 7 chúng ta tổ chức được như thế này. Và chúng tôi nghĩ rằng là đây nó cũng là cái điểm nhấn để có thể là từ cái việc mà cái khóa này các anh các chị tổ chức được thì để các cái khóa sau có thể phát huy cái truyền thống, cái cách làm của chúng ta để chúng ta tiếp tục tri ân các thầy giáo, cô giáo. Và đặc biệt là cái dịp mà để chúng ta có cái điều kiện cho các anh các chị xa trường nhiều năm có cái điều kiện về để gặp gỡ, để giao lưu. Vâng, và để đáp lại tấm lòng của thầy cô giáo cũng như các lãnh đạo địa phương, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Văn Đừng, cựu học sinh khóa học 1993-1997 và hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng đào tạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin mời bạn. Các vị lãnh đạo xã Minh Lộc, kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Minh Lộc, kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn về trường Trung học cơ sở Minh Lộc thân yêu. Hôm nay em thật sự là xúc động và tự hào khi được vinh dự đại diện cho các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Minh Lộc phát biểu những lời từ đáy lòng mình trong buổi gặp gỡ kỷ niệm trang trọng này. Kính thưa quý thầy cô, về với trường ngày hôm nay, mỗi chúng em học trò của nhà trường ai cũng lâng lâng những cảm xúc khó tả, như trở về với những ký ức của một thời tuổi thơ đẹp nhất, trong sáng và gần gũi nhất trong cuộc đời mình, thời học sinh, và tự hào hơn là học sinh của trường Trung học cơ sở Minh Lộc. Cảm nhận đầu tiên của chúng em là khi trở về lại trường chính là sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của nhà trường. Nhìn lại trang sử vẻ vang 20 năm qua, trường Trung học cơ sở Minh Lộc không ngừng lớn mạnh. 20 năm, một chặng đường phát triển cùng với những thăng trầm lịch sử. Mái trường thân yêu đã trải qua phát triển biết bao thay đổi. Từ một ngôi trường đơn sơ trong những ngày đầu thiếu thốn, nay đã trở thành một ngôi trường to đẹp, khang trang, xứng tầm với bề dày lịch sử của các thầy trò. Tự hào về cơ sở vật chất khang trang, quy mô, chất lượng không ngừng nâng cao, nhưng chúng ta vẫn còn tự hào hơn đó là chính là sự nhiệt huyết, đam mê của bao thế hệ thầy cô của trường Trung học cơ sở Minh Lộc. 20 năm qua, ngôi trường đã hân hoan chào đón các thầy cô mới đến, định dị tiễn những thầy cô rời mái trường, đã nhận vào lòng biết bao thế hệ học sinh để rồi đào tạo ra những lứa học trò chăm ngoan, học giỏi, đủ sức vào đời bằng những tri thức và đạo đức trong sáng của mình. Trải qua 20 năm, những thành tích, những giá trị về tinh thần do các thầy cô và trò nhà trường tạo dựng đã kết tinh lại, tô thắm những trang vàng của trường Trung học cơ sở Minh Lộc, đó là truyền thống, tâm huyết và chất lượng. Kính thưa các quý thầy cô, về phần chúng em, những thế hệ học trò của nhà trường cách đây 20 năm khi mới chập chững bắt nhịp với những bảng chữ cái, những con số, những phép tính toán, chúng em đã nhận được sự dìu dắt, quan tâm của các thầy. Chúng em không thể quên những nét chữ nắn nót, rộng ràng, trầm cảm, trầm ấm của các thầy cô. Ngày đó, mọi điều kiện về mặt cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết của các nhà sư phạm, hết lòng vì học trò thân yêu, các thầy cô đã đem đến cho chúng em những bài học đầu tiên đầy ý nghĩa. Đó chính là nền tảng vững chắc để chúng em tiếp tục học tập ở những bậc học cao hơn và thành công hơn trong cuộc sống ngày hôm nay. 20 năm qua, bao thế hệ học trò đã được học tập, nuôi dưỡng tại ngôi trường thân yêu này. Giờ đây, mỗi người đã có một lối đi riêng cho bản thân, có người đã trở thành trụ cột trong gia đình, nhiều người đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp quản lý, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, trung ương, địa phương. Không ít bạn đã trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia giỏi, và nhiều bạn thực hiện được ước mơ trở thành những doanh nhân thành đạt, công tác trên nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, cũng có những bạn tiếp tục nối bước truyền thống của các thầy cô, ngày ngày đứng trên bục giảng, tận tụy vun đắp cho sự nghiệp chồng người. Thành tích đó, niềm tự hào đó, chúng em xin được kính tặng để tôn vinh quý thầy cô, tôn vinh mái trường Trung học cơ sở Minh Lộc với niềm tri ân sâu sắc. Song, dù ở vị trí nào, môi trường nào, tất cả chúng em vẫn luôn nhớ về mái trường mà chúng em đã gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm. Đặc biệt là chúng em luôn tự hào và hãnh diện về thầy cô giáo của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, là một cựu học sinh và giờ đây là một cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức,
tiếp nối truyền thống của các thầy cô, em xin được mặc phép gửi tới các bạn học sinh và lời nhắn nhủ. Dù bạn là ai, bạn làm gì và ở đâu thì các bạn đang là lứa tuổi trụ cột, là tương lai của quê hương, của đất nước. Các bạn hãy cố gắng lên, phấn đấu học tập, lao động và tu dưỡng bản thân. Hãy trở thành những con người tốt, ưu tú nhất trong khả năng của mình. Hãy sống với hoài bão, với ước mơ hướng tới giá trị tốt đẹp thiết thực. Vì các bạn hôm nay có đầy đủ điều kiện để vươn lên tầm cao hơn và xa hơn với các thế hệ các anh chị đi trước. Ngay giờ phút này, không biết nói gì hơn, cho các em một lần nữa được thay mặt tập thể cựu học sinh đang ngồi ở đây và cả những bạn bè vì nhiều lý do khác nhau không thể có mặt trong ngày hôm nay, gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả các quý thầy cô, các quý vị đại biểu. Kính chúc các quý thầy cô, quý vị đại biểu luôn có nhiều sức khỏe để gắn bó bền vững hơn nữa trong sự nghiệp chồng người, luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý nhiều niềm vui và thành công, và chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Chúc cho mái trường Trung học cơ sở Minh Lộc ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới. Thay mặt cho toàn thể cựu học sinh của trường, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất tới toàn thể các quý thầy cô, các quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Đủ dồi dào những cái tâm sự của một người con xa quê hương, của một người học sinh đã từng học, đã từng được các thầy cô dạy dỗ, dìu dắt. Và hôm nay anh đang là một người con thành đạt, một người học trò thành đạt của thầy cô. Thầy cô có quyền tự hào về các anh, các chị trong khóa. Và tiếp theo xin kính mời các quý vị đại biểu cùng quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đường về Thanh Hóa do Thanh Huyền trình bày. Về thế thay đất dòng thời đông.
cô giáo đã đến dự lễ kỷ niệm 2 năm đối với chúng em. Sự có mặt của thầy cô là một niềm vinh dự, một niềm tự hào, đồng thời là một sự cảm động đối với chúng em. Và trong buổi lễ long trọng này, chúng em xin gửi tới các thầy cô món quà lưu niệm để các thầy cô luôn nhớ về khóa học chúng em. Em xin trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo đã từng công tác và giảng dạy tại khóa 1993-1997 trên sân khấu để nhận tấm lòng tri ân của chúng em. Và sau đây xin mời các cựu học sinh, bạn Lê Văn Thịnh, bạn Phạm Văn Ba, bạn Nguyễn Văn Hà, bạn Nguyễn Văn Đừng, bạn Nguyễn Thị Hiền, bạn Bùi Văn Lanh, bạn Nguyễn Thị Hảo, lên tặng quà cho các thầy, cô giáo. Vâng, xin trân trọng kính mời các thầy giáo và cô giáo. Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn. Và để tiếp theo, để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, hội cựu học sinh có món quà kỷ niệm nhà trường. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Mai Thị Táo, đại diện ban giám hiệu nhà trường, sẽ lên sân khấu để nhận món quà kỷ niệm của khóa học. Và là nền tảng để cho các thế hệ học sinh là đến nay nhà trường là đã trưởng thành là 56 năm trường trung học cơ sở Minh Lộc. Và cũng xin báo cáo các vị đại biểu, các cựu giáo viên
và các bạn học sinh khóa 9397. Trong năm 2011, trường Trung học cơ sở Minh Lộc được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các cấp ngành trên xã, cùng với sự tri ân của các thế hệ cựu học sinh 50 khóa học, đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm trường Trung học cơ sở Minh Lộc xây dựng và trưởng thành. Điều đó đã chứng tỏ rằng chúng ta thấy trong cái khóa học, trong đợt kỷ niệm 50 năm đó, khóa học 93-97 đã đóng góp rất nhiều cả về tình cảm, về điều kiện cơ sở vật chất cho nhà trường. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng đến nay nhà trường chúng tôi cũng có nhiều đổi mới cả về chất lượng, nhiều đổi mới cả về các cái điều kiện cơ sở vật chất. Báo cáo với các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các cựu giáo viên và học sinh, trường Trung học cơ sở Minh Lộc đến nay là 56 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm gần đây, trường Trung học cơ sở Minh Lộc luôn kế thừa và phát huy cái truyền thống 56 năm, đã dành rất nhiều những cái phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của Hội Chữ thập đỏ, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của Ủy ban dân tỉnh, của Sở Giáo dục Đào tạo. Đó là về có nhiều những cái sự đổi mới cả về chất lượng, cả về các cái điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó có sự đóng góp không lớn, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, và cũng có phần đóng góp lớn của các thế hệ cựu học sinh đã làm cho cơ sở vật chất nhà trường có nhiều đổi mới, khuôn viên nhà trường tương đối là khang trang và đẹp đẽ. Và cũng không biết nói gì hơn nữa, trong cái sự đổi mới của nhà trường cũng có phần đóng góp không nhỏ của khóa học 93-97, cả về tinh thần, về chất lượng và điều kiện cơ sở vật chất. Và chúng tôi cũng rất là xúc động. Cách đây đến 20 ngày, tức là em Thịnh, tức là thế hệ đàn em, thì chúng tôi xưng hô là như vậy, cũng rất mong quý vị đại biểu có đặt vấn đề, thì chúng tôi cũng cảm thấy đây là một cái khóa học đầu tiên khơi nguồn cho các thế hệ, thế hệ đàn anh chị và các thế hệ đàn em thể hiện luôn nhớ về cái cội nguồn của nhà trường, nhớ về trường cũ. Và rất mong một lần nữa cũng thay mặt ban giám hiệu nhà trường, 51 cán bộ giáo viên và hơn 900 học sinh, một lần nữa rất mong được cái sự cổ vũ, động viên và quan tâm hơn nữa của các thế hệ học sinh, và đặc biệt là thế hệ học sinh khóa 93-94 đã đóng góp không nhỏ vào thành tích của nhà trường chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt là các cựu giáo viên trong các thời kỳ, và các em học sinh khóa 93-94 một sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Xin cảm ơn. Tiếp theo, các cựu học sinh khóa 1993-1997 về đây không chỉ để gặp gỡ các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình, mà các anh chị còn là những cái người muốn thể hiện cái sự quan tâm về vấn đề học tập, về hoàn cảnh gia đình của một số đàn em. Và tiếp theo đây là chương trình phát quà cho 10 em học sinh vượt khó. Xin trân trọng giới thiệu các em, khi anh đã đọc đến em nào thì các em sẽ lên luôn lên. Vâng, tiếp theo là một thầy cô, là một cô giáo đã từng là cô giáo chủ nhiệm của chúng em khoa học 93-97. Cô là một người luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn tận tụy dạy dỗ chúng em cả về mặt kiến thức, cả về mặt tình cảm. Và
Về dự với buổi lễ hôm nay có cô Nguyễn Thị Diệp, hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở Lê Hữu Lộc, cô cũng đã về dự và cô sẽ có đôi lời phát biểu cùng với hội khóa. Xin trân trọng kính mời cô. Lẽ ra là chương trình ngày hôm nay là không có cái chuyện cô Diệp lên phát biểu ý kiến vì đó không nằm trong ban tổ chức, trong chương trình của ban tổ chức. Nhưng mà vì không thể bỏ lỡ được cái cơ hội này, cho nên là cô xin đề nghị cho cô được nói một vài lời. Thứ nhất là đối với lại cương vị của một thầy cô giáo thì báo cáo với lại các ban giám tầm, với lại các đồng chí bên đảng ủy xã, với lại ban giám hiệu nhà trường, tôi là một giáo viên của trường trung học cơ sở Lê Hữu Lộc từ năm 1991 đến năm 1997. Và trường Minh Lập ấy, từ khi tôi là một cô giáo ở miền núi 20 tuổi khi tôi về đây. Và thực sự trong 6 năm đó tôi trưởng thành cả về tư tưởng và cả về chuyên môn. Sự trưởng thành của tôi là được nhờ trong, tôi được sống trong một cái tập thể của các thầy cô giáo, của những người mẹ, của những người dì, của những người thầy, người cô rất mẫu mực. Và bây giờ họ vẫn rất nổi tiếng ở trong giới chuyên môn của cả cái huyện Hậu Lộc này. Tôi rất tự hào vì đi đâu tôi cũng nói rằng tôi trưởng thành từ Minh Lập, trưởng thành từ cơ sở đảng bộ xã của Minh Lập, trưởng thành từ mái trường trung học cơ sở quê hương của tôi. Đấy là cái niềm tự hào và tôi nghĩ cái niềm tự hào đó chỉ riêng tôi và tôi giữ lấy cái phần đó cho mình. Cái phần thứ hai là tôi cũng muốn khoe với các đồng nghiệp của mình, với lại đảng ủy xã Minh Lộc, với tất cả các em, là hiện nay tôi vẫn đang công tác ở trong cái ngành giáo dục của mình và tôi được lên một cái trường trọng điểm của nhà của huyện mình. Và cũng xin các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em biết là hàng năm là trường trung học cơ sở Minh Lộc ấy đã gửi lên được ở cái trường trọng điểm đó rất nhiều học sinh tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Và có rất nhiều em đã đỗ đạt và đã ghi danh được vào trong cái thành tích chung của huyện mình trong công tác, trong cái việc học tập và tu dưỡng đạo đức. Các em học sinh khóa 83, 1983, 1987, điều này, hai điều thôi. Điều thứ nhất là cô muốn nói rằng ông bà ta xưa nói hữu xạ thiên hương. Ngay từ xưa khi các em còn là những cô cậu học trò 12, 13, 14 tuổi, các thầy cô giáo đã nhận định đây là cái khoa học sẽ trưởng thành và sẽ nổi tiếng. Và đúng là như vậy. Tự dưng các em đã tỏa hương, điều đó là chắc chắn vì bản thân các em, trong các em có những mùi hương mà không thể lẫn lộn vào đâu được. Và cô mong các em hãy tiếp tục tỏa hương nữa để khẳng định rằng mình là những cậu cô cậu học trò rất là xứng đáng với lại cái câu nói của ông bà ta xưa, hữu xạ thiên hương. Cái ý thứ hai cô muốn nói với các em là cái ý đó là ý tại ngôn ngoại. Ngày hôm nay nói thực sự ra là ý tứ nó nằm ngoài lời nói. Lời nói không truyền tải hết được vào trong lời nói. Chỉ có một điều xin các em nhớ rằng sự có mặt của các thầy cô giáo cũ của các em ngày hôm nay chính là một cái thứ tình cảm mà các thầy cô giáo dành cho các em rất lớn. Trong đó có niềm tự hào, có sự hạnh phúc và có sự vui mừng để chứng kiến sự trưởng thành và thành đạt của các em. Và lời cuối cùng, xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, mẹ, các dì, các đồng nghiệp và các em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin hết ạ. Văn Thịnh, trưởng ban tổ chức lên các buổi bế mạc buổi lễ, xin kính mời bạn. Các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các em học sinh và các bạn hội cựu học sinh khóa 1993-1997. Sau 1/2 ngày tổ chức sôi nổi với tinh thần đoàn kết gắn bó, chương trình kỷ niệm gặp mặt tri ân 20 năm chặng đường để nhớ của hội cựu học sinh khóa học 1993-1997 trường trung học cơ sở Minh Lộc đã hoàn thành nội dung chương trình. Có thể nói đây là một buổi họp khóa
hết sức ý nghĩa, mang đậm tình nghĩa thầy trò và tình bạn. Có được sự thành công của buổi lễ ngày hôm nay là sự đóng góp trí tuệ, công sức của các bạn hội cựu học sinh trong khóa, sự nhiệt huyết của ban tổ chức, sự nhiệt tình của các bạn trưởng nhóm ở từng thôn và từng khu vực trên mọi miền Tổ quốc. Kính thưa buổi lễ, trong một thời gian một tháng qua, với công tác chuẩn bị khẩn trương, cho đến hôm nay, buổi lễ hội khóa đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin được chân thành cảm ơn Đảng ủy, chính quyền địa phương, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Minh Lộc đã tạo điều kiện về mọi mặt, thời gian, địa điểm, các mặt bảo đảm khác để các tình thầy trò gặp gỡ trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Chúng em xin được chân thành cảm ơn các quý thầy cô đã về dự buổi lễ để chúng em có cơ hội được tri ân đối với các thầy cô đã dạy dỗ mình. Các anh cũng cảm ơn đến các em học sinh và chúc các em học sinh mãi mãi phát huy tinh thần và hơn nữa về học tập vươn lên trong cuộc sống. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các phóng viên đã về dự đưa tin, nhà hàng đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chương trình của buổi lễ. Ban tổ chức xin được trân trọng bế mạc buổi lễ khai mạc 20 năm gặp gỡ tri ân một chặng đường để nhớ của khóa học. Xin được chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn hội cựu học sinh. Sau đây xin được trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu và toàn thể các cựu học sinh chúng ta chung bày tâm biết từng nước mắt muốn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tâm biết lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tâm biết mới là người bạn thân nhé. Tâm biết xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Khi về rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phong trào. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhiều lòng hay vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh phong hồng còn vương nơi này. Tạm biết từng lớp học vẫn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh giáo yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng ra đâu. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế hoa tôi một mình lẻ loi. Thank you.